Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Chúng quay video game. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Video on Rush. Let's go. Let's go.
chơi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba. Ice cream bar. Let's go. Ở đây, đây là chiếc chìa khóa mở cửa phòng. Mở cửa phòng căn nhà này. Đi sự cô luôn. Shopping Center. Jumping. Huh? Đây rồi. Ngay gần đây. Khi các bạn có cái gì trên tay thì các bạn không sẽ không phải sợ ông ta làm gì cả. Cứ đến gần rồi các bạn ngắm thẳng vào mặt ông ta, rồi ông ta sẽ bị ngơ mất 5 giây. Có vẻ là ông ta đang nhìn thấy mình ở trên này rồi. Xuống thôi. Chạy luôn. Ok. Ở đây thì các bạn sẽ gọi một cô bé về trên xe của các bạn. Cô ta đang lấp ở trong lùm cây, chỗ lửa đây. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Okay. Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Perfect. Oh, it is so nice. We have to do something. Okay, I'll follow you. Let's go. Các bạn sẽ dẫn cô bé này vào trong xe. Ô, ông ta nhìn thấy mình rồi. Rồi, mình sẽ vào Metro Station. Station. Rồi dùng cái này để phá luôn cái tấm gỗ đi. Ở đây là chữ số 258. Ok.
Thế mình nghĩ thì ông ta đang ở trong toa tàu này. Không có gì ở đây. Let's go. Có ăn gì ông ta ra đây không? Sau đó các bạn đi luôn lại. Oh my god. Mình lại đi sát vào đây, đâm ra bị ông ta bắn mất rồi. Wow 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 wow. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến thứ tư. Solid Bomb 2. Oh my god. Wow wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến gần thứ 5. Tank starts. Let's go. Tiến lại gần nào. Chảy rồi, bỏ vẫn trúng cơ. Rồi, rất đau. Wow, boom. Bây giờ xem họ sẽ làm gì. Họ bắn xuyên luôn.
Ok, mình ăn thêm một loại bom rồi. Anh chàng này tháo tự sướng của mình mất. View ok. Rồi, quay ngược lại. Đó xong. Tiến sâu vào. Perfect sauce. New shells are loaded. Rồi, làm quả đạn này đi. Đạn này mình vừa mới nhặt được. Rồi và mình sẽ sang cái tiếp theo, xem vào giờ. Let's go. Vương miệng và một chú hổ, hổ đi. Oh my god, hổ là chết ngay. Thế thì là vương miệng à? Đây là một vòng lửa chứ không phải vương miệng. Một con gấu. Gấu này thì chỉ có chơi trò bóng thôi. Oh my god. Tức là gấu phải dùng trò kia. Một gã hề. Ít cho cơ. Rồi tiếp tục vào trong sâu. Ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ sang đến game tiếp theo. Platinum Brawl. Let's go. Xem có đối thủ nào không. Ok, đã có một đối thủ. Wow, cái tên rất là kỳ. Thank you.
go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Kiri Brani, let's go. Một anh. Wow, xảy ra. Cô này không biết đang level mấy đây. Level 3 luôn. Okay, let's go. Ui, level 4 này rất là khó luôn này. Cứ lại phải cẩn thận. Okay. Tiếp tục nào, level 3. Wow. Oh my god. May mà không sao. Wow, đi luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.